Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa đại hội, trong không khí thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Hôm nay, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5, giai đoạn 2021-2025. Đại hội là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn tỉnh, đồng thời có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống quê hương hai giỏi, xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển. Đến dự và chỉ đạo đại hội hôm nay, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương, Ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về dự và chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng có các đồng chí trong đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Ban thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ. Về phía tỉnh Quảng Bình, Ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Kính giới thiệu đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Kính giới thiệu đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đại hội chào đón đại diện anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các chiến sĩ thi đua toàn quốc, các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các đồng chí bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ khối doanh nghiệp, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đại hội nhiệt liệt chào mừng 338 điển hình là đại biểu ưu tú được suy tôn, bình chọn từ các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã về dự đại hội hôm nay. Dự và đưa tin tuyên truyền đại hội có các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương tuyên truyền cổ vũ cho đại hội. Kính thưa quý vị đại biểu, trước tình hình những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt ở một số địa bàn, hiện nhiều thôn bản đang bị ngập, chia cắt. Ban tổ chức đại hội xin chia sẻ với những khó khăn của bà con đang hết sức nỗ lực khắc phục chống lũ. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sự khắc phục và có mặt đông đủ của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với phong trào thi đua của tỉnh. Ban tổ chức đại hội xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đặng Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của Đảng bộ,
quân và dân Quảng Bình đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, tỉnh ta long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5, giai đoạn 2021-2025. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết nhiệm vụ, đánh giá phong trào thi đua 5 năm qua, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhất của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các vị khách quý và 338 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà giai đoạn 2016-2020 về dự đại hội. Chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, quán triệt quan điểm đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, sự suy giảm về kinh tế toàn cầu, sự thiếu ổn định của nền kinh tế vĩ mô, thiên tai bão lụt, đặc biệt là sự cố môi trường biển do phao quốc gia gây ra và liên tiếp hai trận lũ lụt lớn xảy ra trong năm 2016, trận siêu bão lịch sử năm 2017, dịch tả lợn châu Phi, đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường và ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình phát huy truyền thống của quê hương Quảng Bình hai giỏi, cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo của Đảng, nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, nên tình hình kinh tế xã hội của Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6,38% trên một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, du lịch có bước phát triển đột phá. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra cao hơn so với bình quân chung cả nước. Nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã đến Quảng Bình khảo sát và đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ 14,6% trên năm 2015 đến nay còn 4,98%. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết tiếp tục được phát huy. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh ta đã triển khai đồng bộ, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở và phát triển rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực, vùng miền, tạo khí thi đua sôi nổi, lôi cuốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Cùng với phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, đảm bảo kịp thời, toàn diện trên mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với những người trực tiếp lao động sản xuất. Các cấp các ngành đã kết hợp hài hòa giữa phong trào thi đua yêu với công tác khen thưởng nên đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo sức lan tỏa sâu rộng để khen thưởng ngày càng trở thành động lực để mọi người sáng tạo và cống hiến. Kết quả của phong trào thi đua yêu nước đã góp phần xây dựng con người mới trên quê hương Quảng Bình, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội chúng ta hôm nay là sự kết tinh những tinh hoa, nơi hội tụ, lan tỏa và tôn vinh những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần làm phong phú hơn, tô đẹp hơn bức tranh sinh động về truyền thống
thành quả phong trào thi đua yêu nước của quê hương Hai Giỏi trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Đây là dấu mốc quan trọng đến dấu bước phát triển mới của phong trào thi đua tỉnh nhà, là sự tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được, tạo động lực và khí thế thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận một cách tích cực, có chất lượng để đánh giá đúng phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là tìm ra những giải pháp có tính khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm lan tỏa, nhân rộng phong trào thi đua các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến. Với tinh thần phát huy truyền thống quê hương Hai Giỏi, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5. Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lên trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào thi đua nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Xin mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình trong 5 năm qua, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Phần thứ nhất, những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020. Một nhỏ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, cùng với việc ban hành các chỉ thị văn bản về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, có chất lượng, đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển. Hai nhỏ, kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua nước trọng tâm. 2.1, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với những giải pháp quyết liệt, nhiều cơ chế sát đúng với thực tiễn, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã giúp đời sống người dân nông thôn cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 79 trên 128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 61,72%, vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. 2.2, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào đã trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, được Mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động và triển khai, với sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, thông qua các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo,
cộng đồng nghèo trị giá hàng trăm tỷ đồng với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần to lớn vào giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 14,4% xuống còn 4,98%, hộ cận nghèo từ 12,6% xuống còn 6,65%. 2.3. Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch về tổ chức phong trào thi đua doanh nghiệp Quảng Bình hội nhập và phát triển với các nội dung và những giải pháp cụ thể. Với phương châm Quảng Bình luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển, tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Vì vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI được cải thiện, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI nhiều năm liên tục đứng đầu cả nước. 2.4. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở được Ủy ban nhân tỉnh tổ chức phát động và triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Kết quả bước đầu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. 3.1. Phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước được chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao gắn với thị trường tiêu thụ. Qua thực hiện phong trào thi đua, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, mỗi xã gắn với một sản phẩm, kết hợp với việc kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, nên hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu về đích sớm. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình chăn nuôi mới, an toàn sinh học. Sản xuất lâm nghiệp được chuyển đổi theo hướng lâm nghiệp chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc rừng, mô hình trồng rừng gỗ lớn bước đầu phát triển, góp phần dự độ che phủ rừng đạt 67,7%, đứng thứ hai toàn quốc. Sản xuất thủy sản phát triển đồng bộ cả về nuôi trồng, đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá. Nuôi trồng thủy sản từng bước phát triển theo hướng bền vững, sản lượng thủy sản liên tục tăng, năm 2020 đạt 88.000 tấn, tiêu biểu như công ty cổ phần Việt Hương, cổ phần Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, gia đình ông Phan Tiến Dũng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai sôi nổi trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông. Nổi bật là phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm, xanh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động, đã góp phần tích cực vào thay đổi diện mạo đô thị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà. Điển hình tiêu biểu cho phong trào này có công ty cổ phần tổng công ty Sông Danh, công ty điện lực Quảng Bình, xí nghiệp máy Hà Quảng, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải, lĩnh vực bưu chính viễn thông có VNPT Quảng Bình, Viettel Quảng Bình. Phong trào thi đua trên lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch đã đáp ứng nhu cầu vật tư hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Đặc biệt, phong trào thi đua hướng đến mục tiêu đưa du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định du lịch Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn của du khách, địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, đã thu hút nhiều thành phần kinh tế, tập đoàn có thương hiệu đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Điển hình trong hoạt động du lịch có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Trường Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuỗi máy đất Osalit đã góp phần giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người và du lịch Quảng Bình ra với thế giới và trong nước. Phong trào thi đua trên lĩnh vực đầu tư, tài chính, tín dụng chuyển biến mạnh mẽ. Với phong trào thi đua thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách,
đã góp phần tăng thu ngân sách hàng năm cho tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn duy trì ở mức tăng bình quân 17,4% một năm. Cả giai đoạn 2016-2020 đạt 22.352 tỷ đồng. Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân đạt 6,83%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. GDP bình quân đầu người được cải thiện đáng kể. Năm 2020 đạt 47,9 triệu đồng trên người trên năm. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 6.000 tỷ đồng. 3.2. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo được triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng như trường trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ, trường mầm non Hoa Hồng. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Quảng Bình, em Nguyễn Thế Quỳnh đạt 2 huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có chất lượng. Hệ thống bệnh viện tuyến huyện từng bước được nâng cấp và đầu tư trang thiết bị. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, ngành y tế với tinh thần quyết liệt, đi đầu trong phòng chống đại dịch COVID-19, nên đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, không có ca nhiễm lây lan trong cộng đồng. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa thể thao và thông tin truyền thông tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực, đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được nâng lên, nhiều lễ hội vùng miền được tổ chức với ý tưởng khôi phục, tôn vinh những giá trị tinh thần độc đáo. Thể thao thành tích cao có nhiều bứt phá vượt bậc, vận động viên Quảng Bình liên tục đạt các giải cao tại đấu trường châu Á. Tiêu biểu có vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc đoạt tấm huy chương vàng nội dung 800m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018. Lĩnh vực truyền thông và thông tin đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là công nghệ thông tin đã được áp dụng ngày càng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và hiện đại hóa nền hành chính. Chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí xuất bản ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh và tăng cường quảng bá giới thiệu Quảng Bình đến với cả nước và quốc tế. Phong trào thi đua trên lĩnh vực khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống được chú trọng. Qua các hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Quảng Bình đã có hàng chục giải pháp dự thi đoạt giải, trong đó có nhiều giải pháp dự thi đoạt giải cấp quốc gia. Các đề tài, dự án tập trung nghiên cứu phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Phong trào thi đua trên lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm, an sinh xã hội có nhiều kết quả tích cực. Đời sống nhân dân tiếp tục có bước cải thiện so với trước, nhất là vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân hàng năm 2,1%. Bình quân hàng năm có trên 3,55 vạn lao động được giải quyết việc làm. Các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ ngày càng được chú trọng. 3.3. Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng an ninh luôn được duy trì thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy truyền thống, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, hàng năm tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 của tỉnh.
lực lượng vũ trang tỉnh luôn thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của địa phương, tạo động lực to lớn về tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình, làm rực rỡ thêm vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần hai. Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và phong trào tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tiếp bước cha anh, chứng danh Bộ đội Cụ Hồ, luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, tấn công có hiệu quả các tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nơi biên giới, hải đảo. Tiêu biểu có phòng chống ma túy và tội phạm, Đại tá Đinh Văn Lưu, Thượng úy Nguyễn Thế Vinh. Phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm thất bại âm mưu thủ đoàn chống phá của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống gây mất ổn định, các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tiêu biểu là Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy. 3.4. Phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực sự đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp. Phong trào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Phong trào xây dựng chính quyền vững mạnh và cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, gắn với phương châm hành động kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã kêu gọi và được sự hưởng ứng của hàng vạn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị mới, nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo bền vững, phong trào người làm việc thiện, ngành làm việc thiện, góp phần tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tạo thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bồi đắp ý chí và lòng nhiệt huyết quyết tâm để tạo thành một sức mạnh to lớn, đưa Quảng Bình ngày càng phát triển. 3.5. Kết quả thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 5, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong làm theo lời Bác. Tiêu biểu có Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thường Phong, xã Phong Thủy, ông Hoàng Thanh Trắc, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân cơ sở Vạn Trạch, và ngoài ra có 70 lượt tập thể và cá nhân được tặng bằng khen. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong hàng ngàn gương điển hình, đề nghị đại hội nhiệt liệt biểu dương các tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 4. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 5 năm qua, các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo và chỉ đạo phong trào thi đua. Xem việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng để thi đua khen thưởng đi vào cuộc sống. Hàng năm, thông qua các cơ quan truyền thông đã thực hiện chuyên mục, chuyên trang thi đua là yêu nước, tổ chức các chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến, tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc tỉnh Quảng Bình, nên nhiều điển hình được phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời được khen thưởng xứng đáng, có ý nghĩa tuyên truyền, cổ vũ và sức lan tỏa lớn
trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà. 5. Kết quả công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đã được đổi mới, chất lượng hiệu quả được nâng lên, kịp thời động viên các tập thể cá nhân có nhiều thành tích, công lao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quy chế, quy định về cơ chế chính sách, đã quan tâm khen thưởng nhiều hơn đến người trực tiếp lao động, kịp thời khen thưởng, động viên khích lệ các cá nhân đạt giải thưởng quốc gia, khu vực, quốc tế, khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác phòng chống thiên tai, đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua giành được nhiều thành tích xuất sắc, đã được cả cấp khen thưởng. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Tại đại hội lần này, đã có 338 đại biểu là các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, được các ngành, các cấp, cơ quan đơn vị bầu chọn, suy tôn về dự đại hội. 6. Đánh giá chung nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Ưu điểm: 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các sở ban ngành và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung hình thức và đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua nước đã trở thành động lực, biện pháp quản lý, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Về tồn tại hạn chế, phong trào thi đua có lúc còn mang tính hình thức, nội dung, chỉ tiêu thi đua có lúc chưa sát với thực tiễn. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về vị trí vai trò của công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ. Công tác sơ kết, tổng kết và phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình ở một số đơn vị, đặc biệt là ở cơ sở, chưa được coi trọng đúng mức. Về nguyên nhân, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò tác dụng to lớn của công tác thi đua khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng ở một số địa phương, đơn vị hoạt động hiệu quả chưa cao. 4 là về bài học kinh nghiệm. Từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây. Một là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền là yếu tố quyết định chất lượng phong trào thi đua của địa phương, đơn vị. Sự phối hợp của mặt trận và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua là những nhân tố đưa đến thành công của công tác thi đua khen thưởng. Hai là phong trào thi đua yêu nước phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, bám sát thực tiễn. Ở đâu phong trào thi đua thường xuyên được hoạt động nề nếp thì ở đó kinh tế xã hội phát triển, nội bộ đoàn kết, nhất trí. Ba là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 4 là coi trọng phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng điển hình phải thực sự có hiệu quả, có tính thuyết phục cao để nhân rộng. 5 là phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của hội đồng thi đua khen thưởng và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp. Phần thứ hai, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Một lớn là về phương hướng, đẩy mạnh các phong trào thi đua nước vào việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Hai lớn, một số chỉ tiêu thi đua cơ bản. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm GDP trong tỉnh tăng bình quân hàng năm 8-8.5%. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản 16%, công nghiệp xây dựng 33.5%,
dịch vụ 50,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 135.000 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đạt 70-75 triệu đồng người trên năm. 75% số xã, khoảng 96 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Số hộ nghèo giảm bình quân 1.000 hộ trên một năm, và đến năm 2025 toàn tỉnh giảm 1/2 số hộ nghèo so với cuối năm 2020. Ba lớn là nhiệm vụ chủ yếu. Một, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, người đứng đầu các cơ quan đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hai, phát động sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Ba, không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của mỗi phong trào phải gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, từng đơn vị. Bốn, là định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, quan tâm công tác phát hiện bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Năm, phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo hợp lý và hiệu quả. Bốn lớn là những giải pháp trọng tâm. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện tốt luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Hai, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc kêu gọi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua. Ba, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua khen thưởng cả về nội dung, hình thức, biện pháp và tổ chức phong trào thi đua. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bốn là chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, xác định đây là trọng tâm đổi mới phong trào thi đua nước trong giai đoạn hiện nay. Năm, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm thi đua, khối thi đua, bố trí cán bộ công chức làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Năm lớn là các phong trào thi đua tiêu biểu giai đoạn 2021-2025. Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả chủ đề của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 phong trào thi đua trọng tâm, đó là đẩy mạnh phát triển du lịch với phương châm mỗi người dân Quảng Bình là một đại sứ du lịch, và 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Quảng Bình tiếp tục phát huy cao độ truyền thống Quảng Bình hai giỏi, kích hoạt làn gió mới đại phong trong các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính thưa Đại hội, trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016
2020, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều tập thể cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý. Tại đại hội hôm nay, tôi xin kính mời quý vị đại biểu nghe một số báo cáo điển hình đại diện cho các tập thể cá nhân tiêu biểu của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho tập thể trường trung học cơ sở Quế Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch được báo cáo trước đại hội về quá trình nỗ lực phấn đấu thi đua của nhà trường trong 5 năm qua. Kính thưa quý vị đại biểu, trường trung học cơ sở Quế Xuân Kỳ thuộc thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch được vinh dự mang tên anh hùng liệt sĩ Quế Xuân Kỳ, một người chiến sĩ cách mạng kiên trung của quê hương Bố Trạch. Ngôi trường được đặt ở trung tâm thị trấn, nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, vùng đất có truyền thống hiếu học. Trong những năm trở lại đây, với phương châm chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đã không ngừng nỗ lực và rèn luyện, viết tiếp những trang sử giáo dục tiêu biểu, đưa mái trường trung học cơ sở Quế Xuân Kỳ xứng đáng là một địa chỉ giáo dục tin cậy của phụ huynh, học sinh và trở thành niềm tự hào là điểm sáng chất lượng giáo dục trên quê hương Quảng Bình. Về giáo dục đạo đức học sinh, nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện nhiều giải pháp để giáo dục cho học sinh truyền thống yêu quê hương, đất nước. Nhà trường đã tổ chức nhiều buổi ngoại khóa, nhiều câu lạc bộ, nhiều cuộc thi cấp trường để tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Do vậy, nhiều năm qua, đạo đức của học sinh trong nhà trường có chuyển biến tích cực. Các em ngoan hơn, lễ phép với thầy cô, hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Hàng năm có từ 90% học sinh được xếp hạng kiểm loại khá tốt, không có học sinh xếp hạng kiểm loại yếu. Về giáo dục văn hóa, kế thừa truyền thống của một đơn vị có bề dày thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, với phương châm lấy chất lượng làm danh dự, nên nhà trường luôn khuyến khích giáo viên không ngừng trau dồi chuyên môn, mạnh dạn đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hiện nay trường được đánh giá là đơn vị tiên phong về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học tại huyện Bố Trạch. Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, các hội thi do sở phòng tổ chức. Giai đoạn từ 2015 đến 2020, có 12 lượt giáo viên đạt giải cấp tỉnh, có 46 lượt giáo viên đạt giải cấp huyện. Nhiều giáo viên đã chia sẻ các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới được đồng nghiệp vận dụng có hiệu quả. Vì thế, đã tạo được một không khí dạy tốt, học tốt, sôi nổi trong đội ngũ giáo viên và học sinh. Từ năm 2015 đến 2020, chất lượng đại trà của nhà trường luôn được giữ vững, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, trong đó có nhiều em là thủ khoa thi vào các trường chuyên danh tiếng như Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, Đại học Khoa học Tự nhiên Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội và trở thành những học sinh giỏi xuất sắc. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường vẫn tiếp tục được khẳng định và phát huy, học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm, nhà trường có 1.800 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 449 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và 25 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm 2019-2020, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của nhà trường có 3 học sinh giỏi đạt thủ khoa cấp tỉnh môn toán, vật lý và tin học. Về công tác giáo dục thể chất, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoài giờ như giao lưu bóng đá, bóng chuyền, các trò chơi dân gian. Qua đó đã phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng nhiều giáo viên, nhân viên, học sinh có năng khiếu tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do huyện, ngành tổ chức. Hàng năm, học sinh tích cực tham gia các hội khỏe phụ đồng cả cấp đạt được nhiều thành tích xuất sắc ở các môn cờ vua, điền kinh, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Về xây dựng cơ sở vật chất, trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, của phụ huynh học sinh, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học của nhà trường đang từng bước khang trang hiện đại. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, nhà trường đã được chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh xây dựng hồ bơi, mua thêm TV, máy chiếu, tôn tạo lại hệ thống cây xanh và sân chào cờ với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Từ những kết quả đã đạt được,
Với vai trò là cán bộ quản lý, tôi xin được đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động giáo dục như sau. Nhà trường tiếp tục coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, khuyến khích đội ngũ nhà giáo mạnh dạn đổi mới, dám đổi mới. Xây dựng tập thể nhà trường thành khối đoàn kết thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể để cùng thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường. Các tổ chức đoàn thể kết hợp chặt chẽ để cùng đưa các phong trào của nhà trường đi lên. Tạo được một phong trào tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ nhà giáo, phải làm cho giáo viên hiểu được chất lượng dạy học là sự sống còn của nhà trường, là danh dự của nhà trường, là thước đo năng lực, nghiệp vụ, hiệu quả công tác của giáo viên. Chú trọng đặc biệt đến công tác bồi dưỡng đội ngũ về năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và lòng yêu nghề để mỗi giáo viên tự đánh giá được năng lực của mình, từ đó thúc đẩy sự cố gắng vươn lên của mỗi giáo viên. Tạo được phong trào thi đua trong giáo viên thông qua các hình thức, tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy, xây dựng chuyên đề, đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Thường xuyên tổ chức các sân chơi bổ ích cho học sinh qua các câu lạc bộ, các cuộc thi, các buổi ngoại khóa, các mô hình mới để giúp học sinh rèn luyện, bổ sung thêm kiến thức, tạo cho các em có nhu cầu cần được học tập và tự giác tích cực học tập, để từng bước xây dựng phong trào thi đua học tốt trong từng lớp học, trong toàn nhà trường. Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội, làm cho mối quan hệ này thực sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực. Tham mưu tốt với chính quyền địa phương để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng trưởng, xây dựng cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa. Với sự nỗ lực phấn đấu thi đua, trong 5 năm qua, nhà trường liên tục vinh dự được tặng thưởng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất. Đặc biệt với thành tích xuất sắc liên tục trong 10 năm qua, giai đoạn 2009-2019, trường trung học cơ sở Quế Sơn Kỳ đang được tỉnh Quảng Bình lập hồ sơ đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Kính thưa quý vị đại biểu, trên đây là báo cáo tham luận chia sẻ về những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trường trung học cơ sở Quế Sơn Kỳ với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến của huyện Bố Trạch. Nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành để đưa trường trung học cơ sở Quế Sơn Kỳ trở thành hình mẫu giáo dục tiêu biểu có sức lan tỏa trong toàn tỉnh và cả nước. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho lực lượng công an nhân dân toàn tỉnh phát biểu tham luận tại đại hội về một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm rút ra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, Phòng Cảnh sát hình sự là đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mua bán người và thực hiện công tác điều tra tố tụng theo quy định của pháp luật. Đơn vị hiện có 6 đội nghiệp vụ với hơn 50 cán bộ đảng viên. Trong 5 năm qua, thống kê hàng năm trên địa bàn tỉnh trung bình xảy ra trên dưới 400 vụ phạm hình sự. Có thời điểm trên địa bàn tình hình tội phạm hình sự diễn biến khá phức tạp, nổi lên là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm liên quan tín dụng đen, trộm cắp, cướp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vân vân, gây lo lắng, bất an trong xã hội. Thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh thấy hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, táo tợn. Đáng chú ý là xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới với xu hướng hình thành các ổ nhóm sử dụng hung khí gây án, chống người thành công vụ, sử dụng công nghệ cao theo chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp. Hoạt động tín dụng đen chủ yếu là các đối tượng có tiền án tiền sự cấu kết móc nối với đối tượng ngoài địa bàn, mở các tiệm kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội để cho vay lãi nặng. Khi các con nợ không có khả năng chi trả đã đe dọa, khủng bố tinh thần, siết nợ làm nảy sinh các hệ lụy xấu cho xã hội như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vân vân, gây bức xúc trong nhân dân. Tệ nạn xã hội hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu là đánh bạc qua mạng viễn thông, internet bằng các hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá, sử dụng các ứng dụng game online,
với số tiền sử dụng đánh bạc ngày càng lớn, có nhiều đường dây đánh bạc liên tỉnh, liên huyện, thậm chí là xuyên quốc gia hoạt động trên địa bàn. Trước tình hình trên, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, xác định trên mặt trận nóng bỏng đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, lực lượng cảnh sát hình sự là quả đấm thép, xung kích đi đầu, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trong môi trường công tác đầy khó khăn, hiểm nguy và cám dỗ đời thường trực chờ. Lực lượng cảnh sát hình sự đã tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu lập công, đạt được những kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như đã nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cùng với việc triển khai biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã kịp thời đề xuất lãnh đạo công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tham mưu huy động sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan, ban ngành, nhân dân như tổ giác cung cấp thông tin tội phạm, sẽ thu gom tờ rơi quảng cáo cho vay, vân vân, đã góp phần ngăn chặn làm giảm hệ lụy của tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Hai là chủ động bố trí lực lượng bám sát tuyến địa bàn, nắm chắc đối tượng, các ổ nhóm, đường dây nghi vấn hoạt động phạm tội để triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Chủ động nghiên cứu rút ra phương thức thủ đoạn hoạt động, thông báo cho công an các đơn vị địa phương, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, tự bảo vệ, xóa bỏ các nguyên nhân điều kiện làm nảy sinh tội phạm và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, răn đe đối tượng tại địa bàn cơ sở. Ba là triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là các băng ổ nhóm tội phạm manh động nguy hiểm, lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lưu hành, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Nhờ đó đã kiểm soát và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức đấu tranh thành công 29 chuyên án, hàng chục hiểm nghi, bắt xử lý 196 đối tượng, phát hiện triệt xóa 45 ổ nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội với hơn 300 đối tượng, xác minh và truy bắt vận động đầu thú 15 đối tượng truy nã nguy hiểm. Chỉ tính riêng trong năm 2019, đơn vị đã xác lập và phá thành công 11 chuyên án, và trong 9 tháng đầu năm 2020 đã xác lập và phá thành công 9 chuyên án, trong đó có 3 chuyên án đấu tranh trực diện với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, khởi tố 6 vụ, xử lý 52 đối tượng, có nhiều đối tượng ngoài tỉnh đến địa bàn Quảng Bình hoạt động, đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lừa đảo qua mạng Internet, đã khởi tố 5 bị can, trong đó có 2 bị can ở thành phố Hồ Chí Minh, câu kết với số đối tượng ở nước ngoài, lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook. Phá chuyên án đánh bạc bằng thức sử dụng nền tảng ứng dụng game online kinh phân đầu tiên trên toàn quốc, khởi tố 4 vụ 23 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, chứng minh số tiền đánh bạc lên đến 1.500 tỷ đồng. Rồi có chuyên án cáo như vừa qua thì có chuyên án cáo đồ bóng đá là 1.000 tỷ đồng, và có chuyên án thu cả tấn pháo, rồi có chuyên án bắt 5 đối tượng thu hàng 100 kg chất nổ. Đặc biệt thời gian vừa qua, với tư tưởng chỉ đạo sâu sát quyết liệt, không có vùng cấm và không khoan nhường trước tội phạm của đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam, giám đốc công an tỉnh, đã chỉ đạo chúng tôi chỉ trong vòng hơn một tháng, tức là đầu tháng 9 đến nay, thì đã xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án, triệt xóa 4 nhóm tội phạm liên quan đến cờ bạc và lừa đảo trên không gian mạng trên phạm vi toàn quốc, đã khởi tố 7 vụ án, 41 bị can với số tiền liên quan đến cả ngàn tỷ đồng, được đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh khen thưởng. 4 là nâng cao chất lượng điều tra, khám phá, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều tra hình sự, không để oan sai, bức cung nhục hình, không để lọt tội phạm, với tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao trên 90%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trong đó có nhiều vụ án khó khăn phức tạp được điều tra khám phá trong thời gian ngắn, như vụ giết người, đổ bê tông chôn xác dưới nền nhà trọ tại số nhà 48 Trường Chính, Bắc Lý, Đồng Hới, xảy ra năm 2010 đến năm 2018 khi cải tạo nhà mới phát hiện. Mặc dù rất ít manh mối, nhưng chỉ trong một ngày đã truy xét làm rõ đối tượng gây án. Trong cùng thời gian, thì đơn vị đã đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình hình hoạt động của tệ nạn mại dâm, cờ bạc, đã phát hiện triệt xóa 22 nhóm trên 52 đối tượng hoạt động mại dâm, 42 nhóm gần 200 đối tượng hoạt động cờ bạc, và thu giữ tang vật trên 5 tỷ đồng. Với những thành tích kết quả đó, cùng với các lực lượng trong công an tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị luôn đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng,
ba lần được Tổng cục Chính trị Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2, các cấp tặng thưởng 35 bằng khen, giấy khen, trong đó có 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 114 lượt cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng, 11 lượt cán bộ chiến sĩ được ghi vào sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân của công an tỉnh. Đảng bộ phòng cảnh sát hình sự luôn đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự, chúng tôi nhận thức sâu sắc nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thường vụ đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, sự tin yêu đùm bọc giúp đỡ của nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt phòng cảnh sát hình sự cho phép tôi được cảm ơn tất cả và mong rằng thời gian tới sẽ nhận được sự chỉ đạo giúp đỡ của các đồng chí để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa trên mặt trận khó khăn hiểm nguy này. Kính thưa các đồng chí, qua thực tiễn tổ chức phong trào thi đua của phòng cảnh sát hình sự, chúng tôi rút ra 3 bài học kinh nghiệm quý, đó là: thứ nhất, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Bộ Công an, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân là điều kiện tiên quyết quyết định thắng lợi phong trào thi đua trong phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phải nắm vững và thực hiện tốt quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định các ngành về đấu tranh với tội phạm, phải nhạy bén chính trị và thượng tôn pháp luật. Hai là chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, phát hiện nguyên nhân điều kiện tội phạm, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng, quán triệt thực hiện phương châm bóp chết băng nhóm tội phạm từ trong trứng và liên tục phát động các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và tập trung đấu tranh triệt xóa các nhóm tội phạm gây án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm, hoạt động lưu động, lưu manh, kiên quyết không để tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen hình thành hoạt động lộng hành trên địa bàn. Ba là không ngừng cải tiến, đổi mới phong trào thi đua với hình thức, nội dung ngày càng phong phú, sinh động, cụ thể, thiết thực nhằm thu hút cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu thi đua lập công, phát hiện, xây dựng được các mô hình hay, những điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, thực sự là hạt nhân để cán bộ chiến sĩ học tập noi theo, đồng thời tạo nguồn xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự trong sạch vững mạnh toàn diện, giữ gìn đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh công tác, chiến đấu, văn hóa ứng xử trong tiếp xúc làm việc với đối tượng, với nhân dân, đi liền với việc giữ vững thương hiệu và hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân. Một lần nữa, thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu dự đại hội sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị đại biểu, là một người con của quê hương Quảng Bình, Hai Giỏi, nơi tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nơi cho tôi niềm vui, lý tưởng và lòng tự hào, tạo điều kiện cho tôi phát huy tài năng, lòng nhiệt tình, phấn đấu cho sự nghiệp cao đẹp trong cuộc sống mấy chục năm qua. Tuy không phải là người tài giỏi, xuất chúng hoặc có cống hiến đặc sắc to lớn gì, mà tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường như những bạn bè khác cùng trang lứa. Cuộc đời và sự nghiệp của tôi cũng rất bình dị, âm thầm như bao người khác. Nhưng tôi không từ bỏ ước mơ, khát vọng và vượt qua thử thách gian nan. Mặt khác, tôi còn được đi học đến nơi đến chốn, nên khao khát được cống hiến và ước mơ sáng tạo văn học phản ánh cuộc sống và tâm hồn con người Quảng Bình hiền lành, hướng thiện mà kiên cường bất khuất, lại có một nền tảng văn hóa dân gian đầm thắm, sâu sắc, rung động tình người. Chúng ta đều biết, nói thì dễ mà làm thì mới khó. Mặc dầu tôi đã quyết tâm cao, nhưng thực tế mò kim đáy bể làm sao lường hết nỗi nhọc nhằn khi mình không còn trẻ. Đây là tâm trạng của tôi buổi ban đầu nghĩ về sưu tầm nghiên cứu đề tài địa chí làng Đức Phổ. Đây là ngôi làng Việt cổ có nhiều điển tích và nét văn hóa luôn nước, đã có dấu tích trong Ô Châu Cẩn Lục của tiến sĩ Dương Văn An. Tôi bỗng mạnh dạn và có niềm tin thực sự, vì mình muốn cống hiến thì phải nỗ lực bản thân, kiên trì, bền bỉ và có phương pháp nghiên cứu khoa học. Mạch nguồn yêu quý, nguồn cội quê hương được hun đúc tôi từ những ngôi làng Việt cổ.
ở phía tây của thành phố Đồng Hới. Tác phẩm Địa chỉ làng Đức Phổ được bà con làng tôi mến mộ, càng khích lệ tôi nỗ lực không mệt mỏi, nhất là được Đài Truyền hình Việt Nam làm bộ phim Đức Ninh quê ta mến yêu phát nhiều kênh vào năm 2007-2008. Sau đó, dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam đã in tái bản 2.000 bản sách do Nhà xuất bản Lao động Ấn Hành năm 2011. Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra nhiều nội dung rất nặng nề, có thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức, đan xen. Rất may mắn cho tôi vì trong gia đình nhỏ của tôi cũng có ý thức lao động sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, nhất là văn học nghệ thuật. Vợ có bài thơ hay, chồng có bài hát hay, còn con cái thì chăm ngoan học giỏi. Từ đó tôi được động viên nên rất phấn khởi sáng tác, viết một số bài thơ cho nhạc sĩ phổ nhạc như khúc hát Trường Em, Nay Em Là Cô Giáo, khúc hát Qua Cầu, Tình Sông Nhật Lệ, Người Mẹ Quảng Bình. Những tác phẩm của tôi được công chúng mến mộ, cũng từ đó tôi càng thấm nhuần và phát huy tinh thần yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Từ ngày về hưu, tôi tiếp tục mở rộng sưu tầm nghiên cứu văn nghệ nhân gian các vùng miền trong tỉnh với khao khát đi khắp các làng xã trên quê hương Quảng Bình, từ vùng biển đến đồng bằng, trung du, miền núi, vừa được thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, vừa nắm bắt điền dạ những tiềm năng văn nghệ nhân gian Quảng Bình chưa được vinh danh, chưa được ghi vào những trang sách. Bên cạnh đó, tôi còn kết hợp với nhạc sĩ Dương Việt Chiến để nghiên cứu dân ca Quảng Bình là sự giao hòa văn hóa Bắc Nam song danh qua nhiều thời gian. Với trên 15 năm miệt mài đi đến các vùng quê trong tỉnh, tôi đã gặt hái được một số đầy tài nghiên cứu văn nghệ nhân gian, đặc biệt là từ 2015 đến 2020. Tôi đã hoàn thành 17 công trình, trong đó có 3 công trình lịch sử Việt Trung với Trần Thị Diệu Hồng và hàng trăm bài thơ trong tập bản thảo. Nhiều bài tham luận, hội thảo đã được in sách báo trung ương và địa phương. Qua một thời gian dài vừa đi vừa viết, vừa đến các thư viện quốc gia tìm sách xưa để khảo cứu, tôi từ nâng cao được sự hiểu biết về văn học dân gian nước nhà và của tỉnh Quảng Bình. So với thời gian đầu, tôi đã trải nghiệm đa phương, đa dạng, biết gàn đục khơi trong, tiếp nhận và chọn lọc đề tài nghiên cứu và thu hoạch nhiều kết quả thành công. Những đề tài tôi nghiên cứu được gắn bó gần gũi với cuộc sống của nhân dân Quảng Bình xưa và nay, như chợ quê Quảng Bình, thuần phong mỹ tục phụ nữ Quảng Bình, văn hóa dân gian tộc người Vân Kiều Quảng Bình, văn hóa dân gian cư dân vùng cát ven biển Quảng Bình, hương ước làng xã Quảng Bình, miền sử tích, chợ phiên Ba Đồn, Vạn Trài, sông Danh. Đặc biệt, nhóm tác giả của chúng tôi là nhà nghiên cứu Văn Tăng, Đỗ Duy Vanh đã cùng tôi viết địa chỉ làng Án Xá, một công trình khoa học cấp tỉnh do tôi chủ biên, đã hoàn thành. Kết quả cụ thể, tôi đã đạt 4 kỳ giải thưởng Lưu Trọng Lư của tỉnh Quảng Bình, 5 năm một lần, trong đó chợ quê Quảng Bình được giải A năm 2015. Tác phẩm Chợ phiên Ba Đồn, nhà xuất bản Nghệ An đạt giải nhì Hội Văn nghệ Nhân gian Việt Nam 2019. Tác phẩm Địa chỉ làng Ấn Xá đạt giải ba Văn hóa cư dân vùng cát ven biển Quảng Bình đạt giải khuyến khích Hội Văn nghệ Nhân gian Việt Nam năm 2018 và nhiều giải thưởng có giá trị như tác phẩm Lặng Lẽ, Điều Anh Muốn Nói, Chùm Thơ Về Tòa Án, giải nhất tỉnh Quảng Bình, tuyển chọn tham gia dự thi toàn quốc 2020. Năm 2017, tôi vinh dự là một trong 10 phụ nữ Quảng Bình được Quỹ Tài Năng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tặng giải thưởng Phụ Nữ Việt Nam và bằng khen Hội Văn nghệ Nhân gian Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tôi cũng đọc về các vùng dân ca đặc sắc trong tỉnh, tìm tòi, thẩm định, làm hồ sơ nghệ nhân dân gian, trình Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Nhân gian Việt Nam xét duyệt
và được 16 vị, trong đó có 2 nghệ nhân đã được nhà nước cấp bằng nghệ nhân ưu tú. Đây là những nòng cốt gìn giữ và phát huy các làn điệu dân ca Quảng Bình. Trong thực tế hiện nay, hàng ngày tôi vẫn làm thơ đi cơ sở để điền giả, nghiên cứu tài liệu rồi ghi chép và biên soạn. Hàng ngày của tôi với cái tuổi 70 chưa thể gọi là già, bởi tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm được nhiều hơn nữa cho niềm vui mọi người dân mà tôi đã gần gũi sống bên họ và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ nhân gian ở các làng quê trên địa bàn quê hương Quảng Bình yêu dấu. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã cố gắng lắng nghe. Xin cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, với nhiệm vụ được giao là phụ trách mạng tính toán trình trình bảo vệ rơ le, thực hiện phân tích đánh giá vận hành tối ưu hệ thống điện, làm công tác xây dựng phát triển hệ thống SCADA DMS cho lưới điện Quảng Bình. Trong suốt quá trình công tác, cá nhân tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bản thân luôn ý thức đạt hiệu quả công việc cùng với sự phát triển của đơn vị là trọng tâm hàng đầu. Kính thưa đại hội, để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, tôi luôn đề cao tư tưởng tự học mà Bác đã dạy. Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội ngày càng đi tới, công việc ngày càng nhiều, máy móc ngày càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự đào thải mình. Chính vì vậy, bản thân luôn trăn trở, suy nghĩ, đầu tư nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cùng với sự quan tâm hướng dẫn, động viên khuyến khích của lãnh đạo công ty điện lực Quảng Bình, sự tạo điều kiện của cấp ủy đảng, công đoàn trong cơ quan, bản thân đã đạt được một số thành tích trong công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh như sau. Năm 2011, với giải pháp thử nghiệm đặc tính so lệch dọc đường dây bằng phần mềm từ xây dựng đã được áp dụng trên lưới điện truyền tải như đường dây 220 kV nhà máy thủy điện Buôn Cốp, đường dây 220 kV Thành Mỹ nhà máy thủy điện A Vương, được công nhận là sáng kiến cấp tổng công ty điện lực miền Trung. Với sáng kiến này, tôi đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen đề tài sáng kiến sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2012. Cuối năm 2012, tôi lại có sáng kiến viết phần mềm hỗ trợ phù hợp trình trình bảo vệ quả dòng trên hệ thống điện Quảng Bình. Từ giải pháp này, các thiết bị bảo vệ quả dòng trên lưới đã được đưa vào vận hành nhanh chóng hơn, đảm bảo tính chọn lọc, tăng độ ổn định tin cậy của hệ thống. Sáng kiến đến nay vẫn được nâng cấp, cập nhật liên tục và được áp dụng rộng rãi trong tổng công ty điện lực miền Trung. Năm 2013, tôi được vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Năm 2014, tôi có 3 sáng kiến là giải pháp giám sát điều khiển Reuser qua sóng di động, sáng kiến tính toán áp dụng điện trở ổn áp nhằm tránh hiện tượng chạm đất giả trong mạch bảo vệ chạm đất khi cộng hưởng phi tuyến tại các trạm trung gian, và sáng kiến tính toán ứng dụng chức năng bảo vệ quả dòng thử tự nghịch để thay thế bảo vệ đứt dây dẫn trong các thiết bị không có chức năng. Năm 2016 có 1 sáng kiến. Năm 2017, bản thân đã nỗ lực làm việc, nghiên cứu và có 2 sáng kiến, trong đó sáng kiến giải pháp cải tạo trạm trung gian kiểu cũ thành trạm trung gian có giám sát điều khiển xa kết nối với trung tâm điều khiển Quảng Bình đã đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình. Giải pháp có ưu điểm là hệ thống giám sát điều khiển từ xa lắp đặt đơn giản, gọn nhẹ, triển khai đưa vào vận hành nhanh chóng. Hệ thống thu thập dữ liệu thiết bị đóng cắt có khả năng thu thập theo thời gian thực, đảm bảo tính liên tục và chính xác của dữ liệu phục vụ công tác vận hành và các ứng dụng nâng cao khác, chủ động trong việc xử lý sự cố, rút ngắn được thời gian mất điện cho khách hàng. Năm 2018 có 2 sáng kiến, trong đó sáng kiến nghiên cứu ứng dụng các giải pháp để phát hiện đứt dây dẫn trên lưới đường trung thế dựa trên các thiết bị hiện có và hệ thống SCADA. Giải pháp giúp phát hiện đứt dây dẫn trở hàng cao chắc chắn hơn, tin cậy hơn và có thể phát hiện đến 90-95% trường hợp đứt dây trên lưới trung thế, đảm bảo an toàn hơn cho người và thiết bị khi sự cố đứt dây xảy ra. Giải pháp không chỉ áp dụng cho hệ thống điện Quảng Bình mà được các cán bộ kỹ thuật của công ty điện lực Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng tham khảo để đưa vào sử dụng. Cùng trong năm 2018, tôi được vinh dự là một trong 6 cá nhân điển hình của tỉnh nhà tham dự lễ kỷ niệm 70 năm
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tuyên dương anh hùng lao động điển hình tiên tiến qua cả thời kỳ tại Hà Nội. Năm 2019, tôi và các đồng nghiệp đã đạt giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình, được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình tuyên dương trong hội nghị sơ kết 3 năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, cá nhân là đại diện của công ty Điện lực Quảng Bình tham dự đại hội thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong 15 năm công tác, tôi có 12 sáng kiến, có 7 năm chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần đạt chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, 2 bằng khen Bộ Công Thương, 2 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 2 bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 2 danh hiệu sáng tạo trẻ, đề tài sáng kiến sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc. Đạt giải nhì cuộc thi điều viên đồ viên giỏi của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, đạt giải nhì và giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình. Kính thưa đại hội, khoa học công nghệ có vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực của xã hội. Trong mỗi doanh nghiệp, khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy sự gia tăng của cải vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn chu kỳ sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh cho đơn vị. Để phát triển bền vững cho doanh nghiệp, thanh niên, những người trẻ tuổi có nhiều lợi thế nhất trong việc tiếp cận khoa học công nghệ vào thực tiễn. Và bản thân là một cán bộ trẻ, qua quá trình công tác thực tế, tôi xin đưa ra một số ý kiến để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh như sau. Trước hết, để phát huy được vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trên lĩnh vực khoa học công nghệ, cần có sự quan tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp, cấp ủy đảng, các đoàn thể cùng phối hợp nhằm tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế đầu tư xứng đáng về nguồn lực cho thanh niên tham gia vào hoạt động khoa học công nghệ. Hai là phối hợp triển khai phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong mọi thành phần đối tượng đoàn viên thanh niên trong doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng khả năng ứng dụng vào thực tiễn của các công trình sáng kiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Ba là hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ thanh niên tham gia có hiệu quả các hội thi tinh học trẻ, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh nhà, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, kịp thời phát hiện những tài năng trẻ để hỗ trợ bồi dưỡng phát triển thành những hạt giống trong phong trào khoa học công nghệ của doanh nghiệp và của tỉnh nhà. Bốn là trong mỗi doanh nghiệp cần chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, công tác biểu dương khen thưởng các cá nhân điển hình xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ phải được tiến hành kịp thời, công khai và dân chủ. Cuối cùng là mỗi một cá nhân, đặc biệt là thanh niên, cần học tập, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh nhà và đất nước vững mạnh. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay cá nhân tôi rất là vinh dự được thay mặt cho cộng đồng ngành du lịch và cán bộ công nhân viên của công ty Ocelis được tham gia báo cáo tham luận tại đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình. Tôi xin phép được trình bày, đồng thời làm rõ thêm một số điểm chính trong phần báo cáo của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, du lịch được đánh giá là ngành kinh tế tổng hợp, hay còn gọi là ngành công nghiệp không khói. Nó mang lại nhiều cái lợi ích cho nền kinh tế, cho xã hội. Du lịch luôn được các nước trên thế giới ưu tiên phát triển, và Việt Nam cũng đang ưu tiên phát triển ngành du lịch của mình. Du lịch đã được tỉnh Quảng Bình xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm gần đây. Và thực tế, du lịch Quảng Bình đã có những cái bước phát triển vượt bậc, từ một cái tỉnh có rất ít cái điểm tham quan cũng như là lượng khách du lịch. Ngày nay, cái tỉnh Quảng Bình đã được nhiều cái tạp chí du lịch trên thế giới, nhiều tổ chức, nhiều đài truyền hình vinh danh, đang đề cao du lịch và của Quảng Bình, và du lịch Quảng Bình hiện nay đã được đưa vào cái bản đồ du lịch thế giới. Quảng Bình nằm một cái dải đất miền Trung,
ở nơi thiên nhiên rất là khắc nghiệt. Mùa hè thì nắng cháy, mùa mưa thì ngập lụt thường xuyên. Nhưng chính vì những cái sự khắc nghiệt đó mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá. Chúng ta có những cái bãi biển dài rất là đẹp, chúng ta có những hệ thống sông ngòi xanh ngắt, chúng ta có những dãy núi đá vôi hùng vĩ tuyệt vời, chúng ta có những hệ thống hang động rất lớn, đặc biệt là hang Sơn Đòn là hang động hiện nay được xác định là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Chúng ta có nhiều hệ thống hang động khác như hang Én, hang Va, rồi Tú Làn đã được nhiều tờ báo lớn trên thế giới ca ngợi. Đặc biệt, Quảng Bình là một cái vùng đất có những cái tính độc đáo với những cái rừng bao la, rồi vườn phong nha quốc gia Kẻ Bàng. Và điều độc đáo của Quảng Bình là có lẽ là nơi duy nhất ở Việt Nam mà nơi chúng ta chỉ cần 30 phút để đi từ những bãi biển xinh đẹp đến những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Đây tôi nghĩ rằng là những lợi thế rất đặc biệt, rất là độc đáo mà ít có nơi nào, không chỉ Việt Nam và nhiều nước trong khu vực có thể có được. Du lịch Quảng Bình trong những năm gần đây có những cái sự phát triển vượt bậc, từ việc chỉ kinh doanh một vài sản phẩm du lịch tham quan, ngày nay du lịch Quảng Bình đã phát triển đa dạng hơn, từ các cái sản phẩm nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, rồi trải nghiệm thiên nhiên, có các cái sản phẩm du lịch thật độc đáo, đặc biệt tour thám hiểm Sơn Đòn đã được tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn là một trong những tour du lịch mạo hiểm đáng trải nghiệm nhất thế giới. Đây là điều đáng quý. Du lịch đã phát triển và góp phần phát triển kinh tế, thúc đẩy an sinh xã hội của địa phương, công tác hỗ trợ cộng đồng địa phương cũng như phát triển chung của đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, công ty Ocelis được thành lập tháng 6 năm 2011 với trụ sở chính ở tại Phong Nha. Thì tính đến nay công ty đã hoạt động được 9 năm. Ban đầu với số lượng là 10 nhân viên, thì sau 9 năm hoạt động chúng tôi đã phát triển và hiện nay tổng số nhân viên đang làm việc chúng tôi là hơn 500 người, trong đó có gần 200 người là lao động thường xuyên làm văn phòng và có hơn 350 nhân viên địa phương phụ trách phục vụ quân vác, phục vụ trong tour du lịch. Ngoài trụ sở chính ở Phong Nha thì công ty có các cái văn phòng điều hành ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, rồi văn phòng đại diện ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018 chúng tôi thấy được cái sự phát triển và nhu cầu vỡ rộng của các cái dịch vụ, làm đa dạng hóa cái dịch vụ du lịch tại Quảng Bình. Chúng tôi quyết định thành lập một công ty thành viên gọi là Ocelis Holidays. Công ty này chuyên quản lý và cung cấp các cái dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các cái dịch vụ tham quan truyền thống. Hiện nay công ty Ocelis Holiday đang quản lý khu chalet là Farmstay ở xã Phúc Trạch và tour du thuyền đi thôi trên sông Chày và sông Son. Trong khi đó, công ty Ocelis lại tập trung vào mảng du lịch mạo hiểm với tên gọi là Ocelis Adventure. Thương hiệu Ocelis Adventure ngày nay đang dần trở thành một cái thương hiệu lớn trong khu vực, đang là công ty du lịch mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á tính theo quy mô và loại hình và số lượng khách phục vụ theo năm. Công ty Ocelis Adventure tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm mạo hiểm, trải nghiệm thiên nhiên ở độc đáo, chất lượng cao, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là an toàn, bảo tồn và có sự tham gia của cộng đồng. Tất cả những hoạt động kinh doanh của Ocelis, nếu không có sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi sẽ không làm. Trong nhiều năm qua, công ty đã tuyển dụng thường xuyên 350 nhân viên địa phương tham gia vào cái hoạt động công tác khuân vác, nấu ăn, hướng dẫn viên, người dẫn đường và tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho họ. Những người này trước đây họ là những thợ sơn tràng, là những người sống dựa vào rừng, thì ngày nay sự phát triển của du lịch
sự đóng góp của công ty Osalis, họ đã có công ăn việc làm ổn định, góp phần vào áp giảm áp lực cho vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Những người bà tơ này ngày nay đang trở thành những người bảo vệ rừng. Họ yêu quý cánh rừng quê hương của họ. Họ còn tự hào đã bảo vệ được những cánh rừng để tự hào giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước. Các sản phẩm du lịch mạo hiểm của Solis Adventure rất là đa dạng. Nó phù hợp với nhiều cái nhu cầu trải nghiệm khác nhau, từ độ khó, từ thời gian từ 1 ngày đến 4 ngày và các loại tour như khám phá hang Tiên, Tú Làn, hang Én, hang Va, rồi Sơn Đòn. Và loại hình du lịch này hiện nay đang thu hút sự chú ý rất lớn và sự tham gia của rất là nhiều khách trong và ngoài nước. Cùng với khai thác cái loại hình du lịch mạo hiểm thì công ty Osalis Holidays đang phát triển một loại hình du lịch khác mà tập trung đối tượng là gia đình và những người không có đủ sức khỏe, hay là những người thích trải nghiệm văn hóa, khám phá địa phương thay vì đi bộ nhiều giờ, nhiều ngày trong rừng. Tour du lịch đường sông của Didi Thôi hiện nay đang thu hút rất là nhiều du khách. Nếu quý vị nào có thời gian sẽ trải nghiệm một cái tour này rất là thú vị của chúng tôi. Công ty Osalis rất là chú ý về vấn đề chất lượng. Mục tiêu phải sự chuyên nghiệp. Trước khi mùa tour khai thác, chúng tôi thường tổ chức những khóa đào tạo, những khóa tập huấn để nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn. Hiện nay công ty đang hợp tác với Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limbert đứng đầu, phụ trách công tác an toàn, đào tạo an toàn, cứu hộ, cứu nạn hay xử lý các sự cố khi xảy ra. Hàng năm vào tháng 9 đến tháng 11, công ty tạm ngưng các cái tour tuyến du lịch ở trong rừng bởi vì nguy cơ lũ lụt cao, và để dành thời gian cho việc đào tạo và tập huấn để luôn luôn nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. Du lịch khám phá mạo hiểm và trải nghiệm thiên nhiên là loại hình du lịch rất là mới tại Việt Nam. Trong những năm qua, công ty Osalis đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Các sở ban ngành đã giúp cho Osalis tạo ra nhiều cái sản phẩm độc đáo, đẳng cấp thế giới. Osalis với cái đội ngũ nhân viên năng động, trẻ, nhiệt huyết và đầy tính sáng tạo, với chiến lược kinh doanh bền vững, trong 5 năm qua từ 2016 đến quý 2 năm 2020, công ty đã đạt doanh thu hơn 475 tỷ đồng và nộp các khoản phí vào ngân sách là hơn 112 tỷ đồng và nộp các khoản thuế trên 46 tỷ đồng. Đây có thể là một con số chưa lớn trong các công ty tại địa phương. Tuy nhiên, đối với một công ty du lịch cùng quy mô thì đây là một con số cũng rất đáng khích lệ. Ngoài công việc kinh doanh của Osalis, công ty luôn tập trung vào hỗ trợ cộng đồng. Trong những năm qua, công ty đã trao hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trong địa phương, mỗi suất là 1 triệu đồng. Công ty cũng đã hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà vệ sinh tự hoại cho những hộ dân nghèo sống dọc bờ sông Son, để cho giảm thiểu các nguy cơ ô nhiễm dòng sông Son xinh đẹp của chúng ta. Công ty cũng đã xây dựng, hỗ trợ và xây dựng 69 căn nhà nổi tại Tân Hóa, mỗi căn nhà là 30 triệu đồng. Và những căn nhà nổi này trong những ngày vừa qua đã phát huy tác dụng rất tốt. Ngoài ra, công ty Osalis cũng tập trung nhiều trong công tác quảng bá. Công ty cũng đã làm tốt việc đưa hình ảnh Quảng Bình và Việt Nam ra thế giới. Công ty đã làm nhiều cái chương trình quảng bá trên tạp chí National Geographic, BBC, CNN, đặc biệt là chương trình Good Morning America của ABC News đã thực hiện phát sóng trực tiếp đến hơn 70 triệu người trên thế giới, được thực hiện năm 2015. Và chương trình đó đã mời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi vào phỏng vấn trực tiếp ở trong hang, và đã làm một cái động lực lớn cho giới trẻ tham gia nhiều cái hoạt động du lịch, khám phá trải nghiệm. Công ty cũng đã
mời nhiều đoàn làm phim Hollywood đến làm phim tại Quảng Bình, trong đó có bộ phim Peter Pan, bộ phim Kong Skull Island. Ở trong nước thì có phim Người Bất Tử, rồi Truyền Thuyết Quán Tiên. Những cái hoạt động này đã giúp quảng bá hình ảnh Quảng Bình, những cái cảnh đẹp thiên nhiên và con người Quảng Bình ra thế giới. Công ty cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tổ chức một cái buổi giới thiệu về tiềm năng du lịch ngay tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Và có lẽ đây là địa phương duy nhất ở Việt Nam và nhiều nước ở Đông Nam Á có thể tổ chức cái cuộc giới thiệu này. Bằng chứng rằng sau cuộc giới thiệu này thì đã có rất nhiều cái yêu cầu để khảo sát cũng như là tìm địa điểm làm phim tại Quảng Bình của chúng ta. Trong năm vừa rồi đây, công ty Ocelix đã lần đầu tiên mời nhạc sĩ Alan Walker, một nhạc sĩ tài ba của thế giới, vào làm video ca nhạc tại Phong Nha, tại Sơn Đòn. Và video của anh đã chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2019. Sau 10 tháng tính đến nay, đã có hơn 120 triệu lượt người xem trên toàn thế giới. Đây là một cái hoạt động rất tốt. Thì đây là những cái hoạt động công ty đang tập trung làm. Thông qua cái đại hội này, chúng tôi muốn kêu gọi tinh thần yêu nước, yêu quê hương của các bạn trẻ, các doanh nghiệp để cùng nhau đóng góp, xây dựng đóng góp để đưa quê hương Quảng Bình chúng ta càng ngày càng giàu mạnh và ấm no, hạnh phúc. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thìn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về dự và chỉ đạo đại hội. Thay mặt đoàn Chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Thị Ngọc Thìn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Quảng Bình, thưa đoàn chủ tịch đại hội, thưa tất cả quý đại biểu và các đồng chí. Trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Hôm nay, tôi rất vui mừng thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 với chủ đề Phát huy truyền thống quê hương hai giỏi, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025. Lời đầu tiên xin gửi tới các đồng chí quý đại biểu và 338 điển hình tiên tiến những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình giáp với Quảng Trị là địa bàn nằm ở tuyến đầu của hậu phương lớn, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước như hai giỏi, quân và dân Quảng Bình, xe chưa qua, nhà không tiếc, trên mặt trận giao thông vận tải, bảo đảm chi viện cho miền Nam. Đặc biệt, Hợp tác xã Đại Phong, huyện Lệ Thủy của tỉnh đã trở thành điểm sáng với thành tích lá cờ đầu trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, hai lần được Bác Hồ viết bài khen ngợi và gửi tặng chiếc máy cày. Sau hai bài viết của Bác đăng trên báo Nhân dân vào năm 1961, hàng ngàn hợp tác xã trong cả nước đã nhận thi đua học tập Đại Phong, đuổi kịp Đại Phong, vượt quá Đại Phong. Kết quả là gió Đại Phong đã thổi khắp từ đồng bằng lên miền núi, khơi nguồn cho nhiều phong trào thi đua khác ở miền Bắc. Cùng với gió Đại Phong, các phong trào sống duyên hải ở Hải Phòng, trống Bắc Lý ở Hà Nam
cờ ba nhắc ở Trung đoàn Pháo binh 68 thuộc Sư đoàn 304 và nhiều phong trào khác đã trở thành những ngọn cờ thi đua yêu nước tiêu biểu, góp phần cổ vũ, động viên quân và dân cả nước ra sức lao động, sản xuất, dũng cảm chiến đấu, hăng hái tiến lên, vượt mọi khó khăn gian khổ và giành toàn thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, thống nhất Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết chung sức đồng lòng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, trong 5 năm qua, mặc dù rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là sự cố môi trường biển ở Hà Tĩnh và đại dịch COVID-19, cũng như ảnh hưởng trực tiếp những ngày mưa bão đã và đang diễn ra, nhưng các đồng chí đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ: GRDP tăng bình quân 6,13% năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng bình quân 17,4% năm, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế trọng điểm, du lịch phát triển nhanh, từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng số khách du lịch giai đoạn 5 năm qua đạt gần 20 triệu lượt người, doanh thu tăng bình quân từ 9 đến 10% năm. Về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá, đặc biệt độ che phủ rừng đạt 67,7%, đứng thứ hai cả nước, tức là sau tỉnh Bắc Cạn. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 61,72% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15 xã đạt chuẩn mới nâng cao kiểu mẫu. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công nhiều năm liền trong nhóm dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, giảm nghèo bền vững đã có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Về chính trị xã hội, ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả, xây dựng đảng về hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên. Về phong trào thi đua yêu nước, đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, các cấp, các đoàn thể trong tỉnh đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, 12 điều y đức, 10 điều dược đức, xây dựng làng, bản, tiểu khu, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng, vì an ninh tổ quốc, dân vận khéo, v.v. Và qua phong trào thi đua đã có nhiều điển hình hay, mô hình mới, như chúng ta vừa nghe năm báo cáo tham luận rất hay. Về công tác khen thưởng, có nhiều đổi mới, cơ bản hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến, chú trọng khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen các điển hình tiên tiến, khen các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Và trong 5 năm qua, đã trình khen thưởng cấp nhà nước cho hơn 500 tập thể cá nhân, khen thưởng cấp tỉnh cho gần 9.000 tập thể cá nhân. Và Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh cũng như các đơn vị cùng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có thể nói hoạt động tích cực và hiệu quả. Những thành tích trên thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân. Xin thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, xin nhiệt liệt biểu dương những thành tựu quan trọng khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội và kết quả thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Quảng Bình 5 năm qua. Đặc biệt, xin chúc mừng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương và khen thưởng tại đại hội hôm nay. Kính thưa quý đại biểu,
trong thời gian tới, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái và còn có thể kéo dài do tác động của đại dịch COVID-19. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong nước ta, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Các hiệp định thương mại thế hệ mới với thế giới, đặc biệt với châu Âu, sẽ mở ra những cơ hội lớn cho phát triển. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức cũng còn rất nhiều, đặc biệt trước tác động của dịch COVID-19, của biến đổi khí hậu và thiên tai, bão lũ dự báo trong năm nay còn ảnh hưởng rất lớn. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ, càng khó khăn càng phải thi đua và càng thi đua càng mau thắng lợi. Đối với tỉnh Quảng Bình, tôi thống nhất với 5 nhiệm vụ và 7 giải pháp như báo cáo đã nêu. Tại đại hội này, xin gợi ý và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm của 5 năm qua, tăng cường xây dựng đảng về hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển du lịch, các dịch vụ, nhất là du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch hang động, mạo hiểm, phát triển các ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, có lợi thế, thân thiện với môi trường, cũng như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác hợp lý với gắn với bảo tồn các di sản văn hóa thiên nhiên, nhất là di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, và tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ ổn định độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là những vấn đề an ninh phi truyền thống mới nổi, tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Về công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua Quảng Bình hai giỏi, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình trọng điểm, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng khen các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, v.v. Tổ chức tốt việc biểu dương, tôn vinh những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh. Với tinh thần đó, tôi mong muốn và chúc các đồng chí sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình thu được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa và chúc quý đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa đại hội, trong những ngày qua được biết cơn bão số 6 cũng đã ảnh hưởng và gây thiệt hại với một số gia đình, đặc biệt trong đó đối với trẻ em của tỉnh Quảng Bình. Nhân về dự đại hội hôm nay, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Trẻ Em Việt Nam, chúng tôi cũng xin có món quà gửi tặng đến trẻ em và học sinh của tỉnh Quảng Bình, đó là số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, đối với các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã qua đoàn công tác của chúng tôi gửi tặng tỉnh Quảng Bình 300 triệu đồng
để các đồng chí tổ chức gửi tặng đến các gia đình bị thiệt hại qua cơn bão vừa qua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vận động một số nhà mạnh thường quân cũng xin gửi tặng thêm tổng số tiền mang về gửi tặng cho Quảng Bình hôm nay để góp phần khắc phục cái mưa lũ cũng như tặng cho các cháu học sinh trẻ em của tỉnh Quảng Bình chung đó là 1 tỷ đồng. Xin mời các đồng chí nhận cái món quà tình cảm này. Kính thưa đại hội chúng ta vừa nghe bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước. Kính thưa đại hội, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, hiệu quả. Thi đua khen thưởng thực sự đã trở thành động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Có được kết quả đó cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Quảng Bình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ban thi đua khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành Trung ương và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước, cũng như sự phối hợp có hiệu quả về việc tổ chức các phong trào thi đua giữa các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ. Hôm nay, mặc dù bận nhiều công việc và điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng đồng chí Phó Chủ tịch nước đã sắp xếp thời gian về dự và phát biểu chỉ đạo sâu sắc với đại hội, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm đối với tỉnh Quảng Bình. Tiếp thu và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Mong rằng Quảng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, căn cứ thông báo số 2329 ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc phân bổ đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã chuẩn bị danh sách đoàn đại biểu của tỉnh đi dự đại hội thi đua yêu nước. Tôi xin thông qua danh sách đoàn đại biểu gồm 12 cá nhân sau. 1. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu khách mời dự đại hội. 2. Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. 3. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện cá nhân được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020. 4. Ông Trương Tư Thoan, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, đại diện cá nhân tiêu biểu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 5. Đại tá Đinh Văn Lưu, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lực lượng vũ trang. 6. Em Trần Anh Kiệt, lớp 12 chuyên lý, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện tuổi trẻ. 7. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa thể thao. 8. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rau sạch An Nông,
gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp. 9. Ông Vũ Hoài Nam, Phó trưởng phòng điều độ Công ty Điện lực Quảng Bình, gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp. 10. Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. 11. Bà Nguyễn Thị Từ, Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường, Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lực lượng công nhân lao động. 12. Ông Mai Xuân Toàn, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại biểu mời tham gia ban tổ chức đại hội. Kính thưa đại hội, tôi đã báo cáo danh sách 12 đại biểu đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết giơ tay. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã thống nhất danh sách đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Xin cảm ơn đại hội. Tại đại hội hôm nay, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục vinh dự được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý của nhà nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Chủ tịch nước, số 1750, Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020, quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1316 ngày 25 tháng 9 năm 2020, quyết định Điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho hai cá nhân. 1. Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 2. Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho 7 cá nhân. 1. Ông Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình. 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình. 3. Ông Trần Xuân Vinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình. 4. Ông Lê Văn Phúc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 5. Ông Trần Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 6. Ông Hoàng Minh Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình. 7. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình, tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho 7 cá nhân. 1. Ông Trần Văn Tuân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. 2. Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 3. Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. 4. Bà Nguyễn Thị Lai, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 5. Ông Nguyễn Việt Ánh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 6. Ông Đinh Xuân Bồi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 7. Ông Phan Xuân Vinh, nguyên Phó trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, lên trao huân chương lao động cho các cá nhân được khen thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. We'll be right back.
Tôi xin công bố quyết định tặng thưởng huân chương lao động cho 15 tập thể cá nhân. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước, số 1751, Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020, quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1311 ngày 25 tháng 9 năm 2020, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tặng thưởng huân chương lao động hạng ba cho Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho 5 cá nhân: 1. Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình; 2. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; 3. Ông Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình; 4. Ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình; 5. Ông Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Tặng thưởng huân chương lao động hạng ba cho 8 cá nhân: 1. Ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình; 2. Ông Đinh Hữu Thành, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; 3. Ông Phan Minh Hùng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình; 4. Ông Phạm Văn Năm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình; 5. Ông Phạm Trung Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; 6. Ông Đoàn Minh Thọ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; 7. Ông Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; 8. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Đảng ủy Ngọc Thịnh. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúc mừng các tập thể cá nhân được khen thưởng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước lên trao huân chương cho các tập thể cá nhân được khen thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước, số 1752, Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020, quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1311 ngày 25 tháng 9 năm 2020, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho 12 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình. 1. Ông Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình. 2. Ông Nguyễn Kim Long, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình. 3. Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh Quảng Bình. 4. Ông Võ Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 5. Ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 6. Ông Phan Thanh Tâm, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 7. Ông Hoàng Minh Tuấn, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình. 8. Ông Nguyễn Xuân Thanh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 9. Ông Lưu Minh Kỳ, chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.
10. Ông Hoàng Văn Bi, trưởng phòng hành chính, tổ chức quản trị, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. 11. Bà Lê Thị Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 12. Ông Đặng Văn Dư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cả cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước lên trao thưởng cho cả cá nhân. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ số 1286, Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2019, quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Bình tại tờ trình số 994 ngày 21 tháng 6 năm 2019 và trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương tại tờ trình số 1746 ngày 10 tháng 9 năm 2019 quyết định điều 1 phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho hai cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình. 1. Ông Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 2. Bà Võ Thị Dung, trưởng phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, trường Đại học Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Bình, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương và cả cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ số 1039, Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020, quyết định về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Bình tại tờ trình số 415 ngày 20 tháng 3 năm 2020, và trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương tại tờ trình số 910 ngày 29 tháng 5 năm 2020 quyết định điều 1 tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 6 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình. 1. Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Bình. 2. Thanh tra tỉnh Quảng Bình. 3. Sở du lịch tỉnh Quảng Bình. 4. Hội nông dân tỉnh Quảng Bình. 5. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình. 6. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Quảng Bình. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Điều 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Bình, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ lên trao cờ thi đua cho các tập thể được khen thưởng. Xin kính mời đồng chí.
Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh lên phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội. 5 năm qua, với tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, được sự chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, tỉnh ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, tạo nên thế và lực mới để xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Bước vào giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi mới, tỉnh ta cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải thấm nhuần hơn nữa tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tổ chức thực hiện tốt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy cao độ nội lực, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đưa Quảng Bình thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy những thành tựu đã đạt được, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các doanh nghiệp cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, đều khắp với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo phương châm hành động đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với những nội dung chủ yếu sau đây. Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ thị số 34 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để thi đua thật sự là động lực cho sự phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Thứ hai, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu bằng các phong trào thi đua và hành động cụ thể, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới, phát huy tiềm năng thế mạnh, trân thủ thời cơ vận hội mới, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hướng các phong trào thi đua vào việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, đồng thời triển khai hiệu quả đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, thiết thực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua gắn với việc thực hiện cuộc vận động
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tập trung vào 4 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt trong những ngày qua và dự báo sắp tới, mưa lũ diễn biến phức tạp, gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Để chia sẻ với đồng bào vùng lũ, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động sẵn sàng với các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Kêu gọi các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra. Thứ năm, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua, dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức các hoạt động, hội thi, hội thảo, chuyên đề về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, để hoàn thành xuất sắc phương hướng, mục tiêu mà Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 đã đề ra là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh ta trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh hãy thắp lên những khẩu hiệu hành động cách mạng, tiếp tục thổi bùng lên làn gió mới, đài phong hai giỏi bằng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương hai giỏi, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa đại hội, tiếp theo nội dung đại hội, xin kính mời đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh lên phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát động, trong những năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động linh hoạt và sáng tạo, tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh. Mặt trận các cấp trong tỉnh từng bước khẳng định rõ vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua. Mặt trận và đoàn thể đã hướng hoạt động về cơ sở, lắng nghe nhân dân nói cho nhân dân nghe. Có nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền, triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc và tôn giáo, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tạo động lực tinh thần,
lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Kính thưa đại hội, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với chủ đề thi đua phát huy truyền thống quê hương hai giỏi, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng và kêu gọi Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tỉnh nhà phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống quê hương hai giỏi, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 5 năm tới với những nội dung trọng tâm sau đây. Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy ngày càng có hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bởi thi đua là cách tốt nhất, thiết thực nhất để gắn chặt tình đoàn kết, phát huy nội lực, sự nỗ lực trong nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước. Mỗi một cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, việc mới, tích cực thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh phát triển du lịch với phương châm mỗi người dân Quảng Bình là một đại sứ du lịch, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do mặt trận chủ trì trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả. Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, công tác cứu trợ, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Mà trước mắt, hành động thiết thực nhất là hưởng ứng kêu gọi các cơ quan đơn vị, đồng bào, cán bộ chiến sĩ, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020, cùng chung tay chia sẻ với khó khăn với bà con vùng lũ, cùng đồng hành hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt sớm ổn định cuộc sống. Hai là Ủy ban Mặt trận các cấp, các ngành, các đoàn thể địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được giao, đẩy mạnh phong trào thi đua nước trong công chức, viên chức, người lao động, phát huy tính tích cực, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, cải cách hành chính, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy tốt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia cùng với Đảng, nhà nước trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Ba là thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, từng cơ quan đơn vị địa phương. Trước mắt là quan tâm đồng hành hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt, là chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tiến tới đại hội 13 của Đảng. Trọng tâm là việc nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, xây dựng công trình, phân việc, tạo không khí trong cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chào mừng đại hội, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, tạo được sinh hoạt chính trị thực sự dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Bốn là chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thực đo để khen thưởng, phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để các phong trào thi đua nước đạt hiệu quả cao. Sau mỗi đợt phát động thi đua có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thấm nhuần lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,
phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng quê hương. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm cao và khí thế thi đua mới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, nhân dân tỉnh nhà sẽ tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua nước do Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phát động, cùng đoàn kết, đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra sắp tới, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh bế mạc đại hội. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể đại hội, sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các vị khách quý. Sự có mặt của các đồng chí Phó Chủ tịch nước và quý vị đại biểu thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đối với công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, đồng thời minh chứng khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đặc biệt, với sự có mặt của 338 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà giai đoạn 2016-2020 với những thành tích xuất sắc, thực sự là những bông hoa tươi thắm tỏa ngát hương thơm trong vườn hoa thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Tại đại hội, chúng ta đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả thời gian qua. Đặc biệt, đại hội đã nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ghi nhận biểu dương những thành tích mà chúng ta đã đạt được. Đồng chí cũng đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua, đồng thời gợi mở chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta trong giai đoạn 2021-2025. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và toàn thể đại hội trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước để bổ sung và báo cáo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đại hội cũng đã lựa chọn thông qua danh sách đại biểu, đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 theo đúng số lượng, cơ cấu, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu, để có được thành quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn thể đại hội, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn dành sự quan tâm đối với tỉnh Quảng Bình. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban thi đua khen thưởng Trung ương đối với tỉnh nhà trong thời gian qua và tiếp tục mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Đại hội cảm ơn các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị được phân công tham mưu cho ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị các nội dung chú đáo, chất lượng, góp phần làm nên thành công của đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đồng hành kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương để lan tỏa và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua nước của tỉnh Quảng Bình.
Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu đã về dự đông đủ và có nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng với đại hội. Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và đoàn kết, tiếp nối truyền thống thi đua của quê hương Quảng Bình hai giỏi trong thời kỳ hội nhập và phát triển, với khí thế mới và quyết tâm mới, tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5. Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trên đường đồng hành xa, cờ in máu